Trương Bá Chi đáp trả xéo sắc khi bị hỏi về Vương Phi và Tạ Đình Phong, lộ hiên đang hẹn hò. Sau khi ly hôn Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ Vương Phi. Mối quan hệ tay ba của ba ngôi sao luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, trang QQ dẫn nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội về phản ứng của Trương Bá Chi khi bị truyền thông hỏi chuyện liên quan tới Vương Phi. Cụ thể, bài đăng tiết lộ rằng khi cùng hai con trai xuất hiện tại sân bay, Trương Bá Chi đã nhận trả lời phỏng vấn từ truyền thông. Khi phóng viên đề cập đến sự khác biệt giữa tính cách của Trương Bá Chi và Vương Phi, nữ diễn viên lập tức thay đổi sắc mặt. Trương Bá Chi có phần tức giận và nói rằng tôi có thể sinh cho anh ta hai con trai, người ấy có thể không? Nhiều người cho rằng phản ứng của Trương Bá Chi như vậy là khá bình thường khi thường xuyên bị so sánh với bạn gái chồng cũ. Tuy nhiên, câu trả lời của Trương Bá Chi lại khiến Tạ Đình Phong không hài lòng. Sau khi biết được chuyện này, Tạ Đình Phong liền nói, không liên quan gì đến cô ấy, hiện tại chúng tôi đang rất tốt. Tạ Đình Phong ra mặt bảo vệ bạn gái. Trước đó, Trương Bá Chi đã cùng người bạn thân là nữ diễn viên Trương Văn Từ quay một đoạn video và đăng tải lên mạng xã hội. Hai nàng mỹ nhân họ Trương vốn là bạn thân nhiều năm. Khi xem đoạn video có thể thấy rõ họ thân thiết như thế nào. Ngoài những lời tán gẫu, Trương Bá Chi cũng chia sẻ về bạn thân. Chị ấy còn độc thân, tôi hy vọng sẽ có một chàng trai không ngại ngùng mà yêu chị ấy, bởi vì chị ấy thực sự rất hoàn hảo. Nhưng sau đó, Trương Văn Từ lại bất ngờ có câu trả lời. Em cũng vậy hả? Ồ, em không. Ban đầu, câu nói này của Trương Văn Từ dường như không có gì đặc biệt cả. Nhưng sau đó, netizen cho rằng có vẻ như nữ diễn viên cung tâm kế đã vô tình tiết lộ chuyện Trương Bá Chi đang hẹn hò, chỉ là người trong cuộc chưa muốn công khai mà thôi. Kể từ sau khi sinh con thứ ba vào cuối năm 2018, Trương Bá Chi thường xuyên vướng phải tin đồn hẹn hò và kết hôn. Tuy nhiên, nàng tinh nữ lang chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời cụ thể nào cả. Cho đến hiện nay, công chúng không thể xác nhận được việc Trương Bá Chi còn độc thân hay không. Nhưng nếu cô có thể tìm đến được bến đỗ hạnh phúc, thì đó thực sự là một điều rất đáng để chúc mừng. Nói cho cùng thì Trương Bá Chi đã vất vả nhiều năm, cô cũng nên xứng đáng có được một cuộc sống yên ấm, hạnh phúc như bao người khác. Cách đây không lâu, netizen lại râm ran tin đồn người tình của Trương Bá Chi chính là doanh nhân Tôn Đông Hải. Đây cũng là bố đứa con thứ ba của cô. Năm 2019, vài tháng sau khi sinh con trai thứ ba Marcus, Bá Chi đăng tấm ảnh nâng ly vang trên máy bay riêng. Chiếc máy bay này được cho là của ông Tôn Đông Hải. Mặc dù gắn bó nhiều năm, Tôn Đông Hải và Trương Bá Chi không kết hôn. Họ được cho là gắn bó vì lợi ích chung là đứa con thứ ba Marcus. Trả lời phỏng vấn thời điểm mối quan hệ gắn bó nhất, Bá Chi cũng chỉ thủng thẳng, nhiều người theo đuổi có nhiều lựa chọn, mong rằng sẽ tìm được một người tốt. Theo báo cáo của truyền thông Đài Loan, sự nghiệp Trương Bá Chi đang lên như diều gặp gió. Cô nhận được 3 lời mời làm đại diện hình ảnh, 7 quảng cáo cùng nhiều lời mời tham gia các chương trình tập kỹ, các hợp đồng biểu diễn thương mại. Chỉ trong vài tháng sau khi chính thức công bố tham gia chương trình Chị Gái Đạp Gió Rải Sóng Mùa 2, truyền thông ước tính tổng thu nhập của Bá Chi trong vài tháng đầu năm đã vượt quá 50 triệu đô la Hồng Kông, tức là 6,4 triệu đô la Mỹ.